Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn Tùng MCP. Bây giờ Tùng biết nói gì với mọi người bây giờ nhỉ? Tùng cũng đã từng qua cái quãng thời gian đó khi mà mình chân ướt chân ráo từ Thái Bình và Sài Gòn và thi vào trường nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc mà vào thì lúc mà mình đỗ, chưa đỗ thì mình lại lo lắng nhiều đủ thứ là chết rồi không biết tôi có đỗ được không. Lúc đỗ rồi thì lại lo lắng những vấn đề khác. Sẽ có những người bạn mới, sẽ có những thầy cô mới, sẽ có những kỷ niệm mới. Ban đầu chắc chắn rằng chúng ta không ngoại trừ bất kỳ một ai cả sẽ rất là lo lắng này, sẽ rất là bỡ ngỡ này, và đôi chút là rụt rè và hồi hộp nữa. Nhưng tin Tùng đi, theo thời gian tất cả chúng ta sẽ lại có những kỷ niệm rất là đẹp với nhau, sẽ có những mối quan hệ rất là đẹp, những tình bạn mới, những thầy cô mới, những kỷ niệm mới, sẽ có rất là nhiều những cảm xúc mới nữa. Và nhân tiện đây thì Tùng cũng không biết nói gì đâu, Tùng chỉ muốn tâm sự với mọi người rằng tự tin, chia sẻ tất cả mọi thứ ước mơ, và chúng ta phải làm sao mà phải thực hiện được ước mơ của chúng ta thành sự thật. Ok, cố lên mọi người, tôi tin rằng chắc chắn là mọi người sẽ làm được.